Hôm nay bà muốn đi đâu? Hôm nay mình đi hội chợ. Đi ngoại chợ nha các bạn. Rồi, ông ngoại chở Mùi đi hội chợ nha. Bye bye Mùi. Bà ngoại không đi. Bà ngoại ở nhà giữ anh hai nha. Bye bye. Gửi xe đó con, gửi xe người ta giả số cho mình á. À, con thích màu hồng với màu đỏ phải không? Đẹp quá trời luôn kìa. Đây nè, cây bên đây nó thấp nè, mũi ôm bắt ôm dừa nè mũi. Ôm đi con, ôm bắt hoa đi. À. Ờ, đây đi thôi. Đây, voi kìa con, voi kìa sau lưng kìa. Nè, ông voi nè, ông voi khổng lồ luôn nè. Ừ, voi đó. Có bà ẩm em muội lên voi đi. Ờ, quay mặt ra nha, quay mặt ra. Rồi voi đi, rồi voi đi. Rồi bên đây nè, rồi bên đây nè. Con gì bên này, con gì, con thằng Lan. Tắc kè à. Con tên là con vịt hay con gà con nha. Đi thôi, đi thôi. Đây là đứng đây 2 phút quảng cáo này cho mình xem. Trời ơi, xem xong rồi đi không à. Yeah, get black, huh? Yeah.
đây nè, cô đứng đây hai khúc quả táo Corona đã đang cho mình xem. Đây nè, ví dụ như nhà mình là cô cái cát đất bụi bặm nè, nó có dân vô nhà mình nè ha, hay là nước tương nước mắm nè cô, đó dầu nhớt xe máy hay là nước tương nước mắm á cô dẫn ra vô nhà mình nè, đó dầu nhớt nó đổ ra nhà mình, không thừa bặm tóc tay miễn tay rồi gì nó hết từ cái đầu lau này cho mình. Mà đặc biệt là cô khi cô dắt nước nè, không cần phải cơm lưng mà cũng không phải dùng sức, cô chỉ dùng một ngón tay thôi dắt, lần thứ nhất là nó sạch mà lần thứ hai là nó khô. Ví dụ như trời mưa nè, nó có tạt vô hành lang nhà mình hay con cháu nó lỡ tay nó làm đổ nước ra nhà, không thường cô lau nhà cô phải bật quạt máy, một tháng cô phải tốn thêm tiền điện. Bữa nay cái đó 25.000 đó chị, bữa nay cô mua cái lau nhà đa năng này về, quạt máy mình không cần xài mà tiền điện mình khỏi phải tốn. Ở đây nói thông tin chứng minh cho cô coi, lau liền là nó khô liền nè, thấy không cô, còn bữa nay chưa lau là bỏ qua nó ướt liền đó. Mà đặc biệt bữa nay cô mua cái lau nhà đa năng này về, công ty nó đang có chương trình giảm giá khuyến mãi cho mình luôn, 220 bữa nay nó giảm chứ còn đi đâu còn ba đó. Thấy là chụp chụp hình với chụp cái kia rồi đó, thấy chưa, còn bác ăn đi rồi rồi xử lý cho em đây, bà cầm cho. Bạn chụp hình à, bye bye, chào ý. Thích quá, đẹp quá. Rồi ăn kẹo đi, ăn kẹo. Ngoan, ngoan. Cây 10.000 cái này. Mưa rồi, trời mưa rồi đó mọi người. Đi con. Rồi, cảm ơn chú trộm ít kỳ đi. Bye bye, bye bye. Đây, bye. Bye, đi thôi. Bỏ vô ba lô nè, bỏ vô ba lô nè. Wow, hàng đẹp quá. 50.000 một cô công chúa kìa, mọi mua không? Thôi mẹ ăn ăn đâu con ăn đi, cậu ba ăn đi. Rồi đi, để ăn hết đi rồi cậu ba bỏ ghét cho con không. Rồi đây nè, qua bên kia kìa. Bên kia ẩm thực kìa, món ngon kìa. Chúc cho được mua 2 tầng 1, bây giờ mua 2 tầng 1 ạ. Trời mưa, từ từ. À, đi đường này. Món ngon Việt Nam và Thái Lan bên kia kìa. Món ngon Việt Nam và Thái Lan để bớt mưa rồi qua. Và đi thêm đi hội chợ này trước đi rồi hồi đói bụng rồi qua đó ăn nha. Hả? Để lên cho em bé xong con lấy có bán xe đẩy cho em bé. Để em bé chơi to đẩy. Đây. Tranh thủ ăn nữa, còn tranh thủ ăn nữa, còn ăn thủ ăn. Đi 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 thôi. Bên chảo thì 3 cây 20.000 đây, bọn mũi mua 2 cây quạt nha. Quạt về quạt cho mát. Thôi đi thôi, xách đi, bọn mũi xách nha. Nhớ xách nha con, đi thôi. 1.000 cả đúng không ạ? Mỗi thứ một chút, cái nào ngon là mình mua đúng không ạ? Mình cứ thử tất cả các hương vị chua, cay, mặn, ngọt, tất cả các hương vị đặc sản Ô Mai Hà Nội đồng giá 20.100g. 20.100g đồng giá. Mặn vàng. 20.100g lấy một cái hộp đi, gấp đủ thứ loại luôn. Đó, một cái đồ hộp. Chút nữa mua đi, chút nữa đó lại đi, đi. Đi coi đồ chứ. Gấp sao đủ 200g là 20.000. Giữ mộ đi kiếm cho nào chục cái này rồi.